Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách làm mắm chân hột vịt Bắc Thảo, thay đổi một chút xíu cho cái món chân mắm chân của mình nó hấp dẫn và thơm miệng hơn nhé, ngon hơn và bắt cơm hơn. Nếu mà bạn nào cảm thấy thích và muốn tìm một cái cách làm mắm chân thơm ngon mới lạ thì hãy theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có 300g thịt băm. Kế tiếp thì mình sẽ có 100g mắm cá linh hoặc là mắm cá sạch nha. Mình sẽ pha vô đây 50g mắm cá sạch nữa. 4 trứng vịt và mình sẽ có 2 trứng vịt Bắc Thảo nữa. Rồi ở đây thì mình sẽ có hành phi tầm 1 muỗng canh. Hành củ. Gốc hành lá. Ớt. Tất cả nguyên liệu đã sẵn sàng rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho mắm cá linh và mắm cá sạch vô một cái cối xay. Mọi người có thể sử dụng một loại mắm cũng được, nhưng mà mình pha trộn như thế này thì nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Rồi, gốc hành lá thì các anh chị và các bạn sẽ cắt nhỏ ra nha. Mình cho vô cái cối xay luôn. Hành củ mình cũng cắt nhỏ ra, mình cho vô cối xay. Chừa lại một ít hành củ để tí các anh chị và các bạn bỏ lên trên mặt cho đẹp nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhấn nút mình xay cho nó nhuyễn ra. Đối với cái phần mắm này thì các anh chị và các bạn phải xay cho nó nhuyễn nhừ ra nha, để cho nó không có bị lợn cợn xương. Ở đây thì mình sẽ xay cho cái phần mắm nó dẻo. Và sau khi mà mình cảm thấy mắm đã dẻo rồi thì chúng ta sẽ cho phần thịt bằm vô. Sau khi cho phần thịt bằm vô rồi thì các anh chị và các bạn sẽ nhấn máy và mình sẽ xay nha. Ở đây thì mình cứ xay nhiều, xay cho khi nào mà nó quết lại thì khi mà các anh chị và các bạn chân mắm á, thì nó sẽ dẻo và thơm hơn và nó sẽ không có bị lợn cợn xương đâu ạ. Đó, bây giờ thì mình sẽ đập trứng vô. Mình sẽ cho cái trứng vịt lạc vô đây nha. Và cái lượng trứng á, thì các anh chị và các bạn cảm thấy rằng mình muốn ăn đặc thì mình sẽ cho hết 4 trái trứng. Còn các anh chị và các bạn không muốn ăn nhiều trứng thì mình cho 3 trái cũng được ha. Ở đây thì mình sẽ cho 3 trái rưỡi, là có nghĩa là mình cho 3 trái nguyên. Một trái thì mình chỉ lấy lòng trắng thôi, còn lòng đỏ tí mình quét lên trên mặt. Đó, mình giữ lại một cái lòng đỏ nhé. 3 cái trứng nguyên và một cái lòng trắng. Mình sẽ nêm gia vị vô đây, 1/3 muỗng canh hạt nêm. Tiêu. Và mình có nêm một ít đường vô đó rồi nhé. Rồi, ớt chúng ta sẽ xắt ra. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xay cho nó nhuyễn ra. Do rằng cái phần mắm nó hơi mạnh nên là các anh chị và các bạn sẽ gia giảm và tùy cái loại mắm của mình sử dụng nhé. Đó, ở đây thì mắm của mình nó cũng hơi mặn thôi chứ nó không có mặn, nên là mình cứ cho một ít hạt nêm. Rồi, mình sẽ cho hành phi vô. Sau khi mà mình xay nhuyễn lên rồi thì chúng ta sẽ cho hành phi đảo đều một lần nữa, là chúng ta đổ ra khuôn và mình sẽ mang đi mình hấp. Trong lúc này thì các anh chị và các bạn chuẩn bị một cái nồi hấp nha, để cho nước nó sôi rồi mình bỏ vô mình hấp luôn cho nó ngon. Đó, rất là thơm luôn. Cái mùi mắm á, nó kết hợp với hành phi, hành củ này kia, nó rất là hấp dẫn luôn đấy ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ ra cái khuôn nha. Mọi người hấp vô những cái chén con để ăn cho dễ. Rồi, mình chuẩn bị một ít dầu ăn và mình quét đều lên cái thành chén nhé, để cho khi mà các anh chị và các bạn hấp ra mình lấy nó sẽ dễ dàng hơn. Đó, ở đây thì mình sẽ hấp vô những cái chén nhỏ nhỏ như thế này để cho dễ ăn. Và khi mà các anh chị và các bạn hấp như thế này, chúng ta sẽ bảo quản trong tủ lạnh và mình sẽ ăn dần nhé. Ở đây thì mình chia nhỏ ra để cho dễ bảo quản. Đó, quét dầu lên. Rồi mình sẽ cho mắm vô những cái chén này. Mọi người cho vừa thôi nhé, tại vì khi trong quá trình mình hấp á, thì cái mắm của mình nó sẽ nở ra. Rồi mình sẽ cho vô cái khuôn hấp nè. Bây giờ thì mình sẽ bỏ lên, mình sẽ hấp cách thủy. Mình đậy một cái khăn ở trên mặt như thế này để cho cái hơi nước nó sẽ không có bị rơi xuống cái mắm của mình. Và mình sẽ hấp ở đây tầm 20 phút. Trong lúc này thì mình sẽ sơ chế cái hành củ mình để lại á. Mọi người sẽ xắt ra như thế này ha. Rồi khi nào mà gần chín thì mình quét trứng lên rồi thì mình sẽ bỏ hành củ lên cho thêm điểm nhấn. Và nó sẽ trang trí đẹp hơn và thơm hơn cái món mắm của mình.
Rồi ớt thì các anh chị và các bạn sẽ xắt lát để cho tô điểm một chút xíu màu đỏ cho nó bắt mắt. Rồi hột vịt Bắc Thảo sau khi các chị và các bạn đã lột vỏ ra rồi thì mình sẽ cắt làm 4 nha. Đó, rất là thơm. Và đặc tính của hột vịt Bắc Thảo thì mọi người biết rồi đó, mình có thể ăn trực tiếp như thế này cũng được. Nên là các anh chị và các bạn khi mà mình hấp á, mình không cần phải hấp quá lâu đâu. Tại vì hấp quá lâu thì cái lòng đỏ bên trong á, cái lòng đỏ ở bên trong á thì nó sẽ bị khô, nó không còn dẻo nữa. Nên là khi mà mọi người cho vô thì mình chỉ cần hấp chút xíu thôi, mình để mình giữ được cái độ dẻo dẻo của lòng đỏ nha. Rồi sau khi mình hấp được 20 phút, bây giờ thì mình sẽ mở ra nè. Lúc này thì mình kiểm tra cảm thấy rằng cái chả trứng của mình đã chín. Sau khi mà mình kiểm tra đã chín rồi thì các chị và các bạn sẽ hòa tan cái hỗn hợp lòng đỏ trứng vừa nãy mình chừa lại đó. Mình sẽ quét lên trên mặt nha. Mình quét đều lên trên những cái chén này luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ trang trí lên trên đây ha. Mình đặt những cái hột vịt Bắc Thảo lên trên cái chén trứng của mình nè. Nó hơi chạy một chút xíu, mọi người định hình mình định hình xuống để cho nó dính vô nha. Rồi mình sẽ cho hành củ nè, ớt vô. Rồi sau khi mà mình nảy được rồi thì chúng ta sẽ hấp ở đây thêm 5 phút nữa. Và sau khi 5 phút thì chúng ta sẽ mở ra. Wow, rất là thơm luôn. Cái hột vịt Bắc Thảo nó tăng cái mùi thơm cho cái mắm của mình rất là tuyệt vời. Đây là thành phẩm của mình nè. Món này thì mình sẽ ăn kèm với cơm nóng thì rất là tuyệt vời luôn đó ạ. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm mắm chân hột vịt Bắc Thảo. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký, một hộ tinh thần cảnh của vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bài nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi, kênh Búp của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.